chương 1371, dằn co báo đen tộc. Như thế nào mới có thể đủ từ hoang mạc Gobi khu vực nhanh nhất đến hổ vương nhất tộc chỗ tổng bộ đâu? Từ dương phát ra nghi vấn như vậy, lập tức liền tại Talia nữ vương nơi này đạt được đáp án. Nhanh nhất một con đường đại khái phải đi qua tam đại tộc đàn lãnh địa. Mà cái này ba cái chủng tộc, trên thực tế chính là ta trước đó đối các người nói tới, hổ vương nhất tộc thống ngự khu quản hạt phạm vi bên trong bát đại chủng tộc ở trong cái khác ba cái chủng tộc mà cái này tam tộc ở trong có hai tộc đều là cùng bọ cạp nhất tộc tương đối thân cận, có trường kỳ buôn bán vãng lai hợp tác tộc đàn, còn có nhất tộc là chúng ta xà nhân tộc Minh Hữu. Ta lựa chọn lấy con đường này, nên tính là từ hoang mạc Gobi khu vực có thể sớm nhất đến hổ vương lãnh địa nhanh gọn lộ tuyến. Nhưng như các người suy nghĩ như vậy, dọc theo con đường này thế tất sẽ xuất hiện một chút va chạm cùng ma sát, các người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mới được. Từ dương mặt miễn cười nhẹ gật đầu ngươi cứ yên tâm tốt, lần này không cần mang quá nhiều người, đem bỏ cặp nhất tộc cùng xà nhân tộc các chiến sĩ, tất cả đều lưu tại hoang mạc Gobi mình đại bản doanh mới có thể ổn thỏa một chút. Dù sao bên này vừa mới phát sinh qua đại quy mô chiến tranh, nếu là dơ chân tiến về hổ vương nhất tộc, ngược lại sẽ cho bọn hắn mang đến trình độ nhất định áp lực, bất lợi cho chúng ta đến tiếp sau kế hoạch hành động. Talia nữ vương nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm mấy phần. Trên thực tế ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng ta không có cách nào mở miệng yêu cầu các người trả giá càng nhiều tinh lực bởi vì ta mang người càng ít như vậy trong thời gian này mấy người các ngươi phải đối mặt áp lực cũng liền càng lớn nhưng mà nghe được talia nữ vương cái này mang theo tự trách giọng điệu bên người tiểu hoa lại là lộ ra một vòng mỉm cười nữ vương không cần nhiều như vậy tâm không nói đến chúng ta mấy cái a dương một cá nhân thực lực ngươi liền đã có đầy đủ hiểu rõ bởi vì hắn tại cho dù là mười vương lĩnh vực chủng tộc cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn tới. Chúng ta chỉ có điều làm theo thông lệ mượn đường mà đi, tuyệt sẽ không bị bọn hắn quá phận khó xử. Nếu là bọn gia hỏa này thật như thế không biết chuyện. Lúc cần thiết cũng sẽ cho bọn hắn lôi đình thủ đoạn tiến hành chế tài, tóm lại lần này tốc độ nhanh nhất đến hổ vương lĩnh vực tổng bộ, mới là chúng ta duy nhất mục đích. Tại thu xếp tốt tổng bộ các phương diện công việc về sau, Talia nữ vương liền cũng không làm càng nhiều do dự lập tức mang theo từ dương đoàn đội hạch tâm mấy tên thành viên từ hoang mạc Gobi xuất phát, dọc theo tây nam phương hướng một đường xâm nhập tiến lên. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, mới xem như mới vừa đi ra hoang mạc Gobi khu vực, mấy người này thực lực cùng cước lực xa xa không phải những cái kia bình thường chiến sĩ có thể so sánh. Nhưng coi như như thế, cũng hoa 3 ngày chỉnh thời gian, mới xem như đến hoang mạc Gobi khu vực biên giới khu vực, đủ để chứng minh cái này mênh mông cực bắc mang hoang đến tột cùng đến cỡ nào bao la ông trời của ta, cuối cùng là đi ra sa mạc biên giới, chỗ của các ngươi địa bàn cũng quá lớn, khó trách chủng tộc ở giữa sẽ tấp nập bộc phát kịch liệt chiến tranh, muốn cướp đoạt càng nhiều địa bàn. Có được như thế lớn thổ địa trưởng khống quyền, có thể khai thác ra tới tài nguyên cũng là tương đương phong phú, có thể nói nhiều một tất lãnh thổ địa bàn nhi sẽ cùng tại nhiều hơn một phần uy nghiêm, nhiều hơn một phần tư bản. Talia nữ vương cũng không có phản bác thanh long quan điểm, nhưng nàng cũng đưa ra mình ý nghĩ trên thực tế nói cho cùng cũng phải nhìn tộc đàn người mạnh nhất thực lực có thể đạt tới như thế nào trình độ đây cũng là ta trước đó bức thiết muốn một lần lại một lần tăng lên mình huyết mạch cường độ nguyên nhân căn bản bởi vì một chủng tộc nếu như có một cái đủ cường đại lãnh tụ làm dê đầu đàn như vậy cái chủng tộc này tự thân vốn có hệ số an toàn tự nhiên cũng phải so chủng tộc khác cao hơn trên thực tế mười vương lĩnh vực cái gọi là mười vương đầu lĩnh chủng tộc vị trí cũng không phải cố định bởi vì một khi một cái nào đó khu vực quản lý ở trong cái nào đó chủng tộc thực lực sau nguyên bản vương chi chủng tộc càng thêm cường đại. Như vậy đến từ thú hoàng nhất tộc liền sẽ hạ đạt mệnh lệnh mới, đem đối ứng 10 vương nhất tộc khu vực quyền thống trị, giao cho mới phát chủng tộc càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là chúng ta hổ vương nhất tộc khu quản hạt bên trong tất cả mang hoang chủng tộc, những năm này chưa từng có bất kỳ một cổ thế lực nào có thể uy hết bờ được hổ vương nhất tộc vương chi địa vị cũng là bởi vì hổ vương nhất tộc tam đại đầu lĩnh chính là toàn bộ khu quản hạt ở trong không gì sánh kịp mạnh nhất ba người cho dù ta thực lực trước mắt cũng rất khó đạt tới hổ vương một phần mười tiêu chuẩn cũng là bởi vì bọn hắn tam đại hổ vương có được thực lực cường đại nhất mới có thể cam đoan toàn bộ hổ vương nhất tộc có được khinh thường quần hùng người lãnh đạo địa vị một mực bá chiếm mười vương khu vực người lãnh đạo một cái danh ngạch mà chúng ta những cái này bị bọn hắn thống trị tộc đàn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thay thế vị trí của hắn chúng ta xà nhân nhất tộc, bởi vì sinh sôi năng lực có hạn, bởi vậy qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối ở vào hổ vương lĩnh vực thống ngự dưới trướng, bác đại tộc đang ở trong hạ vị giả cơ trí cũng rất ít có thể tiếp xúc hổ vương nhất tộc. Gần như không có cái gì cơ hội có thể lãnh hội bọn hắn vì thế. Nhưng tục truyền nghe lời nói, hổ vương nhất tộc có nội tình, gần như tất cả đều tập trung ở kia tam đại thủ lĩnh trên thân. Nói một cách khác, chỉ cần ba tên này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hổ vương nhất tộc lãnh đạo địa vị sẽ vĩnh viễn kéo dài xuống dưới. Talia nữ vương kiểu nói này, bên người từ dương đoàn đội mấy người tự hồ cũng lộ ra không giống bình thường biểu lộ, đặc biệt là bạch hổ thiếu niên, tiểu gia hỏa kia cười hì hì rồi lại cười, đột nhiên đi vào Talia nữ vương bên người. Ngươi yên tâm, có lão đại của chúng ta từ dương tại, đem kia cái gì mấy cái rắm chó hổ vương chùi y thành chó cũng không phải làm không được. Cho nên Talia nữ vương, ngươi muốn thu hoạch được cao hơn địa vị, liền chân thật phục thị tốt lão đại của chúng ta ngươi muốn cái gì hắn đều có thể thỏa mãn ngươi bạch hổ thiếu niên lời kia vừa thốt ra triệt để kinh ngạc đến ngay người từ dương cùng tiểu hoa bọn hắn đều không có nghĩ đến cái này ranh con tuổi không lớn lắm trong đầu thế mà còn có nhiều như vậy hiếm lạ ý nghĩ cổ quái đặc biệt là khi hắn nói ra lời nói này thời điểm làm talia nữ vương hai gò má ửng đỏ đều có chút xấu hổ dù sao nàng cùng từ dương ở giữa cũng sớm đã có không muốn người biết quan hệ nghe bọn hắn như thế vẫy một cái phát talia nữ vương thật sâu nhìn từ dương một chút dường như nguyên bản đã bình tĩnh trở lại nội tâm cảm xúc lần nữa nóng nảy bắt đầu chuyển động chẳng qua cũng may từ dương tâm tính xa muốn so talia nữ vương trầm ổn nhiều hiện tại ngay tại đi đường trong lúc đó hai người tuyệt đối không có khả năng ngay trước cái khác các đội hữu mặt phát sinh những chuyện gì lại quá năm ngày thời gian từ dương đoàn đội mọi người đi tới một chỗ khí hậu tương đối ẩm ướt rừng cây khu vực dựa theo talia nữ vương nói tại cái này rừng cây khu vực ở trong sinh hoạt đại khái mười mấy con bộ tộc mạnh mẽ cầm đầu cái kia mạnh nhất chủng tộc chính là hổ vương dưới trướng bác đại chủng tộc cùng xà nhân nhất tộc cùng bọ cạp nhất tộc nổi danh báo đen nhất tộc nghe cái tên này từ dương bọn người liền đại khái bên trên đoán được cái này báo đen nhất tộc cũng hẳn là cùng bọ cạp nhất tộc có vãng lai hữu hảo thế lực như vậy bộ tộc này tộc nhân nhìn thấy Talia nữ vương cũng nhất định là không chết không thôi tình cảnh. Dù sao bây giờ căn bản không có ngoại tộc các cường giả biết được, bọ cạp nhất tộc đã bị Talia nữ vương triệt để chiếm đoạt kết quả. Chương 1372, Mạo Phạm Quy Tắc Từ dương khí tức cỡ nào cường đại? Vì tận khả năng cho mình đoàn đội giảm bớt một chút không tất yếu bối rối cùng phiền phức, cho nên chậm trễ thời gian đi đường, dọc theo con đường này từ dương khác biệt trình độ phóng thích trên người mình vô cùng cường đại khí tức vi áp. Để cái này rừng cây ở trong một chút thực lực thực sự thấp tộc đàn tự động tự giác tránh về một bên. Chẳng qua hắn làm như vậy cũng càng thêm dễ dàng bại lộ mình đoàn đội mục tiêu của mọi người, rất nhanh liền hấp dẫn đến một chút tương đối thực lực tương đối bộ tộc mạnh mẽ, dần dần xuất hiện tại đoàn đội đám người tầm mắt bên trong. Chỉ có điều trong thời gian này mọi người cũng không nhìn thấy báo đen nhất tộc thân ảnh, càng nhiều vẫn là một chút sống một mình rừng cây mảnh thú, khi thì ẩn hiện ở chung quanh bí mật quan sát, cũng gần như có rất ít những cái kia đơn độc sinh tồn cường đại mảnh thú nhóm. Giám đối từ dương đoàn đội động thủ Kỳ thật cực bắt mang hoang bị ngoại giới nghe đồn làm cho quá dọa người, cái này chẳng qua chỉ là cùng cái khác mấy đại vực đồng dạng trong đó một vực mà thôi. Chỉ có điều sinh hoạt ở nơi này sinh mệnh lực chủ thể là từ thú tộc cấu thành, cũng không phải là giống như là cái khác mấy đại vực những người tu luyện kia nhóm nghe đồn như thế như thế nào hung hiểm. Mặc dù đây đều là thân xác vô cùng cường đại mãnh thú, nhưng là bọn hắn cũng tại tuần hoàn theo cường giả vi tôn không sống mống chết quy tắc, chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại, có đầy đủ lực uy hết bờ, những cái này thú tộc cũng sẽ không vô não đến. Coi như lao ra chịu chết cũng phải cấp ngươi một cái uy hế bờ tình trạng. Thật sự là ứng câu nói kia, chỉ cần thực lực đủ cường đại, toàn bộ đại lục đều không có cái gọi là hiểm cảnh hai chữ, cái gọi là hiểm cảnh cũng chẳng qua là so ra mà nói, thực lực không đủ, như vậy đi tới chỗ nào đều có thể trở thành mình hiểm cảnh. Tự như là bây giờ Talia nữ vương mưu trí lịch trình biến hóa như thế, hắn hiện tại có được từ dương đoàn đội che chở, đi đến đâu lực lượng cùng lòng tin đều mười phần sung túc, cũng không tiếp tục là trước kia chỉ có thể co quách tại hoang mạc Gobi lĩnh vực bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh tộc nhân mình Talia. Talia từ lúc vừa ra đời bắt đầu chính là cái không cam lòng bình thường nữ nhân, nàng từ bình thường nhất xà nhân huyết mạch từng bước một đi đến xà nhân cái nhất tộc tầng cao nhất, thậm chí thay thế đời trước đột nhiên vẫn lạc vương, trở thành xà nhân nhất tộc lĩnh tụ mới. Lại đến bây giờ chiếm đoạt bọ cạp nhất tộc, chịu đựng nữ nhân này không ngừng trở nên cường đại tín niệm chỉ có một cái, đó chính là nồng đậm thống trị muốn. Nàng tin tưởng vững chắc không ngừng tăng lên mình thực lực, liền có thể đem mình đưa đến cấp bậc cao hơn thu hoạch được càng khoáng đạt tầm mắt, một nữ nhân như thế tại gặp từ dương đoàn đội về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ bắt đầu sinh ra càng nhiều ý nghĩ. Đi ở chỗ này ấm ướt nguyên thủy rừng cây bên trong, chẳng biết tại sao, Talia nữ vương cũng càng thêm đối nơi này sinh ra hứng thú nồng hậu, so với khô ráo nóng bức hoang mạc Kobe, nơi này rõ ràng càng thêm thích hợp xà nhân nhất tộc sinh tồn. Đột nhiên, mọi người ở đây nhanh chóng tiến lên tại rừng cây ở trong trong lúc đó, một cổ mãnh liệt buồn bực trống thanh âm đột nhiên xuất hiện, sinh sôi là ngăn cản lại từ dương mấy người bước chân tiến tới. Ha ha, nên đến cuối cùng vẫn là muốn tới, xem ra kia báo đen nhất tộc hẳn là kìm nén không được. Dù sao đột nhiên đến trong chốc lát ngoại tộc người không kiên kỵ như vậy hoành hành tại toàn bộ rừng cây khu vực bên trong, nếu như báo đen nhất tộc không có bất kỳ cái gì phản hồi, như vậy thế tất sẽ đối bọn hắn trong tộc lực ảnh hưởng tạo thành to lớn uy hết Tóm lại cũng là muốn ra tới đánh cái đối mặt. Quả nhiên, con đường phía trước phương hướng liên tiếp năm, sáu con toàn thân màu đen, thân xác 10 phần tráng kiện báo đen xuất hiện tại từ dương đoàn đội tầm mắt bên trong, ngăn cản mấy người bước chân tiến tới. Ta còn thực sự là không nghĩ tới, thế mà là xà nhân nhất tộc Talia nữ vương tự mình đến đến ta cái này rừng cây khu vực, càng thêm để ta ra ngoài ý định chính là, bên cạnh ngươi thế mà đi theo mấy cái nhân tộc cường giả, đây cũng là vì cái kia đâu. Đứng tại phía trước nhất toàn thân màu xanh đen da thịt, con ngươi ở trong loáng thoáng báo đen nhất tộc thủ lĩnh. Đối mặt hắn dạng này một phen hỏi thăm, Talia nữ vương chậm rãi tiến lên mấy bước, đi ra từ dương đoàn đội ở giữa cùng cái này báo đen nhất tộc thủ lĩnh dằn co. Liền từ dương mục đích phán đoán, báo đen nhất tộc thủ lĩnh thực lực hẳn là so Talia nữ vương mạnh lên một chút, nhưng là hai người tổng thể mà nói, nên tính là một cái trình độ cấp bậc. Dù sao Talia nữ vương liên tiếp trải qua hai lần huyết mạch cường độ lột xác, tăng thực lực lên cũng sớm đã có bay vọt về chất quan trọng hơn chính là bây giờ nàng hấp thu một bộ phận từ dương thân thể tinh hoa sẽ đối nàng đến tiếp sau trưởng thành mang đến khó có thể tưởng tượng tăng lên cùng trợ giúp chỉ có điều chỗ tốt như vậy hiện tại cũng không có tại talia trên thân hiển hiện ra mà thôi báo đen thủ lĩnh ngươi có chỗ không biết bọ cạp nhất tộc thủ lĩnh đã đưa về đến bản vương dưới trướng toàn bộ hoang mạc gobi hiện tại cũng là tại trong lòng bàn tay của ta lần này ta chính là vì mượn các ngươi cái này rừng cây đạo tiến về hổ vương nhất tộc tổng bộ hướng hổ vương các hạ báo cáo chuyện này. Ngươi nói cái gì? Talia ngươi thật to gan, chẳng lẽ ngươi quên hổ vương các hạ đối với chúng ta bác đại chủng tộc làm ra quy định sao? Tại không có hắn trao quyền cùng cho phép phía dưới, bác đại tộc đàn ở giữa bất luận cái gì nhất tộc đều không thể đối chủng tộc khác thực hành hủy diệt cử chỉ, ngươi dạng này tự tiện đối bỏ cạp nhất tộc khởi xướng tiến công, chém giết bỏ cạp nhất tộc thống lĩnh, khống chế toàn cái bỏ cạp nhất tộc, cách làm như vậy không hề nghi ngờ sẽ làm tức giận hổ vương các hạ mà xem như hổ vương các hạ trung thành nhất che chở người cùng thủ hộ giả chúng ta báo đen nhất tộc nên ngăn cản các người tiếp tục đi tới bởi vì ngươi bây giờ đã trở thành toàn bộ khu vực tội nhân chúng ta có tư cách hướng ngươi phát động tiến công lấy bảo vệ hổ vương các hạ uy nghiêm nghe được cái này báo đen kiểu nói này bên người từ dương đoàn đội mấy người là thật có chút nghe không vô đặc biệt là thanh long tên kia giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này báo đen thủ lĩnh đừng ở chỗ này ra vẻ đạo mạo kể một ít nói nhảm các người chẳng phải muốn nhân cơ hội tiến công talia nữ vương sao tại các người xem ra xà nhân tộc nữ vương chủ động tiến vào lãnh địa của các ngươi bên trong lại là các ngươi cái gọi là mang tội chi thân như vậy các người liền có lý do có thể danh chính ngôn thuận chém giết talia nữ vương cứ như vậy toàn bộ hoang mạc gobi cũng đều đem biến thành các người báo đen nhất tộc trong khống chế Sinh hoạt tại đại lục này tầng cao nhất, sinh mạng thể đều là có tư tâm cùng dê xê vọng, điểm này không gì đáng trách, cũng không cần muốn ẩn tàng cái gì. Thế nhưng là các người dạng này ra vẻ đạo mạo giả ngu, để người nhìn qua thực sự có chút khó chịu. Thanh Long một phen nói ra miệng, lập tức chọc giận trước mắt báo đen mấy người thủ lĩnh cường giả, dù sao Thanh Long những lời này có chút đánh bọn hắn mặt ý tứ. Ha ha ha, xem ra Talia nữ vương, người mang tới cái này mấy người đồng bọn cũng đều là có chút ý tứ đây này đã các ngươi dạng này nói thẳng, làm vậy ta báo đen nhất tộc cũng liền không còn giấu giếm cái gì. Dù sao loại chuyện này tất cả mọi người là lòng biết rõ, ngươi đã chủ động lộ ra sơ hở, cho chúng ta danh chính ngôn thuận ra tay với ngươi lấy cớ cùng lý do, đây cũng là trách không được chúng ta báo đen nhất tộc không nể tình. Báo đen thủ lĩnh vừa mới nói xong, bên người mấy cái kia đi theo ở bên cạnh hắn đỉnh cấp báo đen cường giả lập tức kéo ra chiến trận. Mà sau cùng một con kia báo đen, thì tại thời khắc này phát ra vô cùng sắc bén tiếng hô hoáng. Chương 1373, không làm tọa kỵ đáng tiếc. Không có mất một lúc, toàn bộ nhiệt đới rừng cây khu vực bên ngoài, tất cả báo đen nhất tộc cường giả toàn bộ hướng phía bên này dâng lên, càng đáng sợ chính là báo đen nhất tộc làm toàn bộ nhiệt đới rừng cây khu vực tuyệt đối thống lĩnh. Còn có kia 10 cái chủng tộc lấy phụ thuộc người thân phận hướng bên này cấp tốc tập kết. Mặc dù bọn hắn chưa chắc có thể tại chiến trường ở trong phát huy ra cái tác dụng gì, nhưng là lực uy hết bờ như thế cùng đánh vào thị giác, nếu như đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã cảm thấy tuyệt vọng. Tiếc nuối là, lần này Talia bên người đi theo chính là từ dương một nhóm người, cũng là có thể đứng tại doanh châu đại lục đỉnh nhân vật, làm sao lại e ngại cái này nơi nơi một cái nhiệt đới rừng cây ở trong một chút không có ý nghĩa tiểu nhân vật đâu. Ha ha, nhanh như vậy liền bắt đầu hô người. Không sai không sai, các người những con cá nhỏ này tập kết tốc độ vẫn còn rất nhanh, nhìn ra được, báo đen nhất tộc tại cái này nhiệt đới rừng cây khu vực ở trong lực ảnh hưởng cũng là tương đối lớn. Chẳng qua hôm nay sợ rằng là các người một lần cuối cùng diễu võ dương oai cơ hội, quá hôm nay, các người hẳn là không còn có dạng này không chút kiên kỵ khả năng. Từ dương nói xong những lời này, đại địa pháp tắt lần nữa phát huy ra tác dụng, chỉ thấy từ dương chẳng qua dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, chung quanh địa lý hình thái liền bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến không hết to lớn núi đá trống rỗng xuất hiện, nguyên bản mặt đất bằng phẳng cũng bởi vì từ dương một ý niệm tinh thần lực phóng thích, bắt đầu phát sinh cổ quái kỳ lạ biến động tiết tấu. Không có mất một lúc, nguyên bản tập kết đến cùng một chỗ nhìn qua 10 phần dọa người số lớn rừng cây mảnh thú nhóm, tất cả đều bị từ dương khẽ đảo địa hình cải tạo về sau ngăn cách tại bên ngoài. Chân chính bị tụ lại đến chính giữa chiến trường khu vực, trừ báo đen nhất tộc mấy chục tên cường giả bên ngoài, chỉ có cực kỳ cá biệt rừng cây mảnh thú bị chồng chất đến nơi này. Ngươi đây là năng lực gì? Lại có thể thay đổi địa mạch hình thái kết cấu. Trước mắt báo đen nhất tộc, trong tay hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, thế mà gặp từ dương dạng này một cái cường hãn nhân vật, chẳng qua bây giờ bọn hắn nghĩ hối hận cũng cũng sớm đã không kịp. Huyền võ phân thân một mặt lạnh lùng nhìn về phía trước mắt báo đen thủ lĩnh, lão đại của chúng ta đã sớm đã cho các người cơ hội, nếu như cứ như vậy ra tới đánh cái đối mặt, sau đó xám xịt chạy trở về các người vị trí, mặc cho chúng ta thông qua cái này rừng cây khu vực. Mọi người như cũ có thể bình an vô sự. Vậy các ngươi lại lựa chọn ở đây đường hoàng cho mình an trí một cái xuất thủ lý do, sau đó tùy thời đối Talia nữ vương nổi lên, như vậy các người liền căn bản không có bỏ trốn trận này vận rủi khả năng. Nói cách khác, coi như chúng ta không cùng các người so đo, lựa chọn thẳng thắng nhất phương thức đã thương mấy người các ngươi sau đó chính là mượn đường mà đi cũng sẽ tại chúng ta rời đi trong lúc đó cho hoang mạc gobi khu vực hai tộc tổng bộ lưu lại tai họa ngầm vạn nhất chúng ta rời đi về sau báo đen nhất tộc quy mô tiến công hoang mạc gobi chiến trường chúng ta cũng không có cách nào ngay lập tức chạy về hoang mạc gobi khu vực tiến hành chi viện mà dạng này tai họa ngầm là tuyệt đối không có khả năng tại chúng ta đoàn đội ở trong xuất hiện khi các người báo đen nhất tộc quyết định hướng talia nữ vương phát động tiến công bắt đầu từ thời khắc đó thuộc về vận mệnh của các ngươi liền đã được đến thẩm phán. Huyền võ phân thân vừa mới nói xong, từ dương một chân đạp đất đằng không mà lên, lơ lửng trên hư không, phía sau cấp tốc huyển hóa ra một đạo vô cùng ống ánh kiếm mang hình dáng. Hắn sở dĩ lựa chọn như vậy gọn gàng mà linh hoạt nhanh chóng kết thúc chiến đấu, cũng là bởi vì không nghĩ tại cái này rừng cây chiến trường ở trong chậm trễ nhiều thời gian hơn. Mà trấn áp một chủng tộc phương thức tốt nhất chính là chém giết trước mặt mọi người thủ lĩnh của bọn hắn, sau đó lại lấy tương ứng thủ đoạn phong bế bọn hắn chỗ khu vực lãnh địa cứ như vậy từ dương đoàn đội bao quát xà nhân tộc cùng bọ cặp nhất tộc cũng sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau quả nhiên làm từ dương cái này một đạo kiếm mang uy lực bắt đầu hướng chung quanh phóng xạ khuếch tán về sau trước mắt báo đen tộc đàn các chiến sĩ triệt để bị kinh ngạc đến ngay người bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy một cái nhân tộc có thể điều khiển kinh khủng như vậy kiếm thế cái này một đạo kiếm mang phóng thích ra ánh sáng ngưng tụ ra bành trướng đến cực điểm năng lượng. Căn bản đã vượt qua những cái này báo đen các cường giả bản thân nhìn thấy qua lực lượng cực hạn. Ta từng có may mắn được gặp mấy lần hổ vương các hạ tự mình xuất thủ tình cảnh, chỉ sợ hổ vương các hạ đỉnh phong áo nghĩa cũng xa xa không cách nào cùng một kiếm này lực lượng đánh đồng, cái này nhân tộc đến cùng là lai lịch gì. Báo đen nhất tộc thủ lĩnh hoàn toàn mắt trợn tròn, đồng thời hắn làm ra một cái sáng suốt nhất cử động, đó chính là tạm thời đem chung quanh những cái này các tộc nhân riêng phần mình phân tán ra nếu không từ dương một kiếm này phê xuống tới lại sẽ có bao nhiêu tộc nhân vô duyên vô cớ bị nghiền ép chính hắn cũng không cách nào làm ra một cái tinh chuẩn phán đoán báo đen nhất tộc thủ lĩnh không hổ là một mạch lãnh tụ mặc dù đối mặt từ dương loại này gần như không cách nào chống lại cường địch nhưng gia hỏa này đã quyết định muốn phát động tiến công cũng không có bất luận cái gì lùi bước khả năng trực tiếp một bước phi thân lên phải biết báo đen nhất tộc thân pháp tốc độ cũng là tương đương cực hạn, gia hỏa này đột nhiên phóng thích cực hạn của mình tốc độ bắt đầu quay chung quanh từ dương thân thể, một lần lại một lần xoay tròn. Khi hắn xoay tròn tốc độ đạt tới một loại mắt trị số về sau, từ dương thình lình phát hiện thân thể của mình chung quanh lúc không gian pháp tắc đều trình độ nhất định phát sinh biến hóa. Mình ngưng tụ ra kiếm mang khí tức cũng tại theo không gian xung quanh biến hóa mà có nhất định suy yếu tác dụng. Tốt một cái báo đen nhất tộc, các người bọn gia hỏa này không sung làm tọa kỵ, quả thực chính là lãng phí tài nguyên. Từ dương trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, quả quyết phân tán sau lưng mình cái này đạo kiếm mang, đem cổ này đủ để nhẹ nhõm chém giết lực lượng của đối phương, hoàn toàn hóa giải thành hư vô. Từ dương sau đó phải làm không phải nháy mắt xóa bỏ báo đen nhất tộc thủ lĩnh, từ đó để cho mình cùng cái này cả một cái tộc đàn kéo căng cừu hận, như thế tuyệt không phải sáng suốt cử động mà là muốn dùng đầy đủ sức quy hết bờ mạnh mẽ triệt để chinh phục cái chủng tộc này, có thể làm cho bọn hắn cho mình sử dụng, đây mới là có thể đem cái này một cổ tài nguyên hoàng mỹ lợi dụng tốt nhất kết cục. Sinh ra ý nghĩ như vậy về sau, từ dương cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh đợi ở chung quanh màu đen đặc lĩnh vực không gian, lợi dụng tinh thần lực bắt đầu hướng tại thân thể của mình chung quanh không ngừng tốc độ ánh sáng xoay tròn báo đen triển khai một vòng giao lưu tinh thần. Tốc độ của ngươi thật là kinh diễm đến ta, như ngươi loại này người tài, nếu như cứ như vậy bị chém giết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, một lần nữa cho mình cùng các ngươi báo đen nhất tộc vận mệnh làm ra thay đổi, thần phục với ta. Đồng thời phát huy ra các ngươi chuyên môn tác dụng. Báo đen nhất tộc không những không có bất luận cái gì vẫn là khả năng, sẽ còn đạt được tốt hơn phát triển. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, Talia nữ vương đã được đến chúng ta cái đoàn đội này duy trì. Đừng nói là các người báo đen nhất tộc, Liền xem như Hổ Vương nhất tộc cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được chúng ta, người chỗ phiến khu vực này sẽ tại không lâu sau đó phát sinh long trời lở đất cách cục biến hóa. Làm sao có thể trong lúc này cho báo đen nhất tộc mưu cầu một cái tốt hơn tương lai, đây mới là ngươi làm nhất tộc thủ lĩnh nhất hẳn là suy xét vấn đề, bởi vậy hiện tại ta cho ngươi một cái một lần nữa làm lựa chọn cơ hội. Chương 1374, báo đen nhất tộc thần phục. Báo đen nhất tộc thủ lĩnh cũng không có lập tức dừng lại mình xoay tròn tốc độ, mà là băng lãnh phóng xuất ra một đạo tinh thần lực. Ta Nhất định phải thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là tại ta phóng xuất ra cực hạn tốc độ kết giới ở trong, bất kỳ cái gì cường giả cũng không có cách nào phát huy ra bản thân nguyên bản thực lực. Nếu như ngươi có thể lông tóc không hao tổn đi ra ta bệnh ra tới tốc độ này cực hạn phong ấn kết giới, ta liền đại biểu báo đen nhất tộc hướng ngươi biểu thị thần phục, đồng thời hướng ngươi hứa hẹn tuyệt sẽ không cùng Talia nữ vương là địch. Từ dương nghe được mình muốn nghe nhất nội dung, trên mặt rốt cục dơ lên một vòng mỉm cười. Một lời đã định. Vừa mới nói xong, hắn không chút do dự mở ra mình thời không bảo hạp, chỉ trong tích tắc chung quanh tất cả lúc không gian pháp tắc lâm vào đứng im. Báo đen nguyên bản cao tốc xoay tròn, căn bản không cách nào bắt được hắn thân ảnh hình dáng, cũng lại một lần nữa rõ ràng xuất hiện tại Từ Dương trước mặt. Sau đó Từ Dương không nhanh không chậm nhô ra một con tại cái này báo đen thủ lĩnh cái trán ở giữa điểm lên một viên bạch quang. Sau đó cứ như vậy sải bước đi ra cái này đạo tốc độ cực hạn phong ấn khu vực. Mà khi chung quanh lúc không gian pháp tắc khôi phục vận chuyển về sau, báo đen thủ lĩnh triệt để ngây ngốc, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Từ Dương là như thế nào tránh thoát hắn kiến tạo lên tốc độ phong ấn kết giới? ngươi không từ dương dùng như vậy vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta trên trán ngươi chính giữa kia một tia sáng trắng chính là ta điểm lên đi chính là vì phòng ngừa ngươi gia hỏa này nói không giữ lời hiện tại tất cả mọi người nhìn một chút trán của hắn đi đại hắc báo thủ lĩnh tại tộc nhân của mình ánh mắt ở trong đạt được khẳng định hồi phục về sau gia hỏa này rốt cục gật đầu bất đắc dĩ một lần nữa chậm rãi xoay người lại dùng một bộ bất đắc dĩ lại trịnh trọng ánh mắt nhìn chăm chú từ dương ta đại biểu báo đen nhất tộc hướng các hạ biểu thị thần phục Thực lực của ngươi đã vượt qua ta ứng đối cực hạn. Mặc dù cách làm như vậy đối với ta cá nhân mà nói là một loại cực lớn sỉ nhục. Nhưng vì báo đen nhất tộc tương lai cùng vận mệnh, ta nhất định phải tiếp nhận phần này khuất nhục. Bởi vì ta minh bạch đắc tội ngươi loại thực lực này cấp bậc tồn tại, sẽ đối toàn bộ báo đen nhất tộc mang đến không thể tưởng tượng hủy diệt tính đã kích. Từ Dương ha ha phá lên cười, người thông minh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi làm nhiều tốt, để ta vừa lòng phi thường. Từ giờ trở đi, báo đen nhất tộc thuộc về cá nhân ta dưới trướng. Mà ta vừa mới cũng đã nói, chúng ta đoàn đội cùng Talia nữ vương có được vĩnh cửu quan hệ hợp tác, nói cách khác từ trên bản chất tới nói. Các người cái này toàn bộ nhiệt đới rừng cây khu vực tất cả chủng tộc đã đưa về đến Talia nữ vương dưới trướng, cùng toàn bộ hoang mạc Gobi khu vực đồng dạng, lấy ý chí của nàng làm chuẩn. Nghe được từ Dương như vậy về sau, báo đen nhất tộc các tộc nhân lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái cuối cùng tất cả đều gật đầu bất đắc dĩ, báo đen nhất tộc thủ lĩnh khi lấy được các tộc nhân cộng đồng duy trì về sau, rốt cục đi vào Talia nữ vương trước mặt, đối nàng cúi đầu xưng thần. Ta lấy vùng rừng tùng này người mạnh nhất thân phận hướng Talia nữ vương hứa hẹn, từ hôm nay trở đi, toàn bộ rừng cây khu vực đều đem nghe lệnh của Talia nữ vương mệnh lệnh, ngươi chính là tín ngưỡng của chúng ta, như vi phạm này lời thề. Báo đen nhất tộc sẽ vẫn lạc tại lời thề vòng xoáy phía dưới. Dạng này gợi ý phương thức nên tính là cơ bản mang hoang khu vực ở trong một loại 10 phần phương thức đặc biệt, trình độ nhất định cũng có thể cùng nơi này đặc thù thiên đạo Pháp tác sinh ra cộng minh. Một khi dạng này lời thề giáng lâm, báo đen nhất tục tất cả mọi người vĩnh viễn không cách nào chống lại mệnh lệnh này, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ tại trong khoảnh khắc đạt được thiên đạo vòng xoáy lực lượng chế tài, đi hướng tan thành mây khói. Từ đầu đến cuối, Talia nữ vương liền một đầu ngón tay đều không hề động quá, nhưng nàng lại trở thành mảnh này rừng mưa nhiệt đới chúa tể mới ngươi có phải hay không nhìn ra ta vừa rồi ý nghĩ rồi bằng không mà nói vì sao muốn để ta trở thành vùng lĩnh vực này vương đâu talia vụn trộn cho từ dương phóng xuất ra một đạo tinh thần lực truyền âm mà từ dương cũng đang dùng một loại cưng chiều giọng điệu làm đáp lại dọc theo con đường này ta phát hiện ngươi từ đầu đến cuối đang quan sát rừng mưa nhiệt đới cảnh vật chung quanh tự hồ đối với nơi này mười phần hướng tới đồng thời dựa theo phán đoán của ta xà nhân nhất tộc sở dĩ năng lực phản ứng thấp, cùng các ngươi hoang mạc Gobi ác liệt khí hậu có quan hệ rất lớn. Ngày sau các người cũng được, lấy cả một tộc bầy thân phận di chuyển đến cái này rừng cây khu vực, dạng này liền có thể trợ giúp xà nhân nhất tộc càng nhanh lớn mạnh. Nghe được từ dương dạng này đáp lại, Talia nữ vương trên mặt lần nữa dơ lên vẻ hạnh phúc, nàng nhất định phải thừa nhận, cái này nam nhân quả thực chính là có thể đi vào mình nội tâm chỗ sâu nhất tên kia, chỉ sợ cả đời mình cũng không có cách nào thoát khỏi đối với hắn sùng bái. Ngươi bây giờ đã là toàn bộ hổ vương lĩnh vực bác đại chủng tộc ở trong trong đó tam đại chủng tộc duy nhất lãnh tụ. Ta dự định tại đến hổ vương lĩnh vực trước đó, tiếp tục chinh phục còn lại kia hai cái phải qua chỗ chủng tộc thế lực. Chỉ cần lại đem kia hai đại chủng tộc lần lượt thu phục đến ngươi dưới trướng, dạng này ngươi liền có đầy đủ tư bản cùng hổ vương nhất tộc địa vị ngang nhau. Nếu là lấy danh nghĩa của ngươi thành công cầm xuống 10 vương lĩnh vực một cái kẻ thống trị danh ngạch, chúng ta không hề nghi ngờ liền có thể càng thêm nhẹ nhõm tiếp cận cuối cùng kế hoạch. Báo đen nhất tộc nghe được từ dương đối Talia nói tới mấy câu nói như vậy, trong lòng cũng đối cái này cái gọi là cuối cùng kế hoạch tràn ngập tò mò, nhưng bọn hắn minh bạch, hiện tại mặc kệ từ dương cùng Talia quyết định muốn làm cái gì sự tình, bọn hắn đều chỉ có thể phục tòng vô điều kiện. Bởi vì thực lực không cho phép bọn hắn tùy ý làm bậy. Rất tốt, hiện tại ta lấy các ngươi vĩ đại nữ vương thân phận mệnh lệnh báo đen nhất tộc, phái ra mấy cái các người trong tộc nhất cường tráng báo đen tộc nhân sung làm tọa kỵ của chúng ta tốc độ nhanh nhất đem chúng ta đưa đến rừng cây khu vực biên giới dạng này chúng ta liền có thể trên đường tiết kiệm nhiều thời gian hơn báo đen nhất tộc lãnh tụ không chút do dự liền đáp ứng talia nữ vương yêu cầu như vậy đồng thời cũng có thể trợ giúp talia nữ vương hoàn thành nhiệm vụ coi là một loại kiêu ngạo nhìn ra được báo đen nhất tộc bao quát cái này rừng cây khu vực tất cả chủng tộc đều đã vui lòng phục tùng quy thuận tại talia nữ vương trong bất tri bất giác xà nhân tộc nữ vương lãnh đạo lực cùng lực ảnh hưởng cũng đang nhanh chóng khuếch trương có báo đen nhất tộc trợ giúp từ dương đoàn đội gần như chỉ phí 2 giờ liền đi ngang qua toàn bộ rừng cây khu vực đi vào trước mắt cái này một cự hồ nước lớn điên giới chỗ nếu không phải là bởi vì báo đen nhất tộc không biết bơi không có cách nào ở trong nước tiến lên e là cho dù là đến toàn bộ hổ vương khu vực từ dương mấy người cũng muốn không được quá nhiều thời gian tốt, các người đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ ghi nhớ công lao của các ngươi, chờ lần này hoàn thành 10 vương lĩnh vực tranh đoạt, đến lúc đó đều có các người luận công hành thưởng cơ hội. Talia nữ vương tiếng nói rơi xuống đất, trước mắt cái này mấy cái báo đen nhất tộc người mạnh nhất, một mực cung kính quỳ một chân trên đất đưa mắt nhìn từ dương đoàn đội đám người dần dần rời đi, báo đen thủ lĩnh trong ánh mắt lóe ra sùng bái ánh mắt cũng 10 phần thuần túy. Thật sự là ứng câu cách ngôn kia, song có khúc người có lúc nha đã từng xà nhân nhất tộc tại toàn bộ bác đại chủng tộc ở trong cũng không tính là thượng vị tồn tại. Thế nhưng là bây giờ đạt được mấy cái này thần bí nhân tộc cường giả duy trì, vậy mà có thể đạt tới cùng hổ vương các hạ sánh vai trình độ. Thật là làm cho ta lão gia hỏa này không ngừng ao ước. Nghe đến đó, bên người mấy cái báo đen tộc nhân lại hoàn toàn là một loại khác ý nghĩ. Tộc trưởng ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Vừa mới nhân tộc kia cường giả nói qua, không được bao lâu, toàn bộ hổ vương nhất tộc khu vực thế lực phân bố liền đem nên đón một lần chấn động. Đến lúc kia, bây giờ đã quy thuận tại Talia nữ vương bệ hạ, chúng ta tự thân cũng có đầy đủ thực lực cường đại, có lẽ lần này hổ vương nhất tộc đi hướng lật úp, đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Chương 1375, Trân Tu Mỹ Vị Hồ này nhìn diện tích rất lớn, nhưng lại có thể dạng này bình tĩnh, tất có huyền cơ. Thanh Long khe hở ở giữa từ đầu đến cuối vuốt vuốt đen con cờ trắng ngôn ngữ kinh bạc nói lão đại chúng ta hẳn là làm một đầu thuyền dạng này mới càng ổn thỏa chút giống như trước đó khô phong hạp chi hành như thế nghe được tiểu hoa đề điểm Từ Dương lập tức nghĩ ra lúc này mới nhớ tới trước đó tại khô phong hạp thời điểm mình chinh phục một con bạch long ở nơi này có nó ra mặt tóm lại là so với cái kia phương tiện giao thông càng thêm đáng tin cậy lòng bàn tay vung lên. Bạch Long khinh thường bát phương to lớn hình dáng như vậy xuất hiện. Phải biết, Long tộc mặc kệ là tại cái gì vị diện hệ thống phía dưới, mãi mãi cũng là hơn người một bậc huyết mạch tồn tại, đối với cực bắc mang hoang những cái này thú tộc. Cái này Bạch Long căn bản cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng chính như từ dương phán đoán như thế, trước mắt hồ này cùng bình thường thủy vực có bản chất khác nhau, nước chất thuộc tính các phương diện đều có phần không tầm thường, e là cho dù là cái này Bạch Long cũng rất khó thích ứng, càng thêm không có cách nào chui vào đáy nước chỗ sâu cụ cụ cái này nước rất có vấn đề bên trong trộn lẫn rất nhiều đặc thù năng lượng bản nguyên không có cách nào dùng ngôn ngữ cụ thể hình dung tóm lại ta chỉ có thể dùng thân thể sung làm thuyền chở đi các người vượt qua đây đã là ta có thể làm đến cực hạn đồng thời ở loại địa phương này ta hẳn là không cách nào tiến hành tác chiến bạch long một mặt chân thành đem mình trước mắt trạng thái Cùng tự thân chỗ có thể phát huy ra công năng hướng Từ Dương nói rõ ràng. Làm chủ nhân, Từ Dương đương nhiên sẽ không trách cứ cái này tọa kỵ sủng vật, sẽ chỉ ở trong lòng xem thường hắn. Miễn cười. A à ha ha, không có việc gì không có việc gì, ta kêu gọi ngươi ra tới không trông cậy vào ngươi có thế chuyển vận chiến lực, hộ tống chúng ta an toàn vượt qua bỉ ngạn liền đầy đủ. Bạch Long tại Từ Dương yêu cầu dưới, thân xác hành không một cái đấu chuyển, rất nhanh liền thành một con tám người ngồi chung thuyền nhỏ quy mô không, phải nói là cái này mênh mông hồ nước bên trên một chiếc thuyền đơn độc càng thỏa đáng chút. Cốc tại gia hỏa này thân xác thuộc tính hết sức đặc thù, ngồi tại vẫy rồng lưng phía trên cho người ta một loại cực độ thoải mái dễ chịu ôn hòa cảm giác. Ê! Không nhìn ra, trên người ngươi thế mà còn có dạng này đỉnh cấp thú tộc cường giả, cùng ngươi cùng xuất hành, quả thực không giống như là tại mạo hiểm, càng giống là tại du lịch có hay không. Talia nữ vương bất đắc dĩ gian tay ra, mặc dù trên mặt một bộ ngạo kiều biểu lộ nhưng da đầu này trong nội tâm thế nhưng là đẹp tới cực điểm bản năng hướng phía từ dương vị trí tới gần mấy phần Ung ục ùng ục bạch hổ thiếu niên sờ sờ cái bụng nhịn không được chật chật lưỡi trên thực tế khoảng thời gian này mọi người vội vàng hoang mạc gobi chuyện bên kia đều không chút nghỉ ngơi ăn ở tiết tấu gần như đều bị triệt để xáo trộn mặc dù bọn chúng loại này người tu luyện 10 ngày nửa tháng không ăn đồ vật cũng không ảnh hưởng nhưng sợ nhất chính là kiểu bận rộn này một trận đột nhiên rảnh rỗi, các loại mau bệnh liền đều tìm tới đến. Đói. Lão đại. Tiểu tử tội nghiệp nhìn chầm chầm từ dương, hung hăng xoa nắng bụng của mình. Tiểu hoa bên kia đã sớm chuẩn bị, lòng bàn tay vung lên, một bao lương khô tới tay, liền phải đưa cho tiểu tử này, khác biệt không biết đối phương đầu trống lúc lắc giống như một trận mảnh dao. Không được không được, thứ này ta ăn cùng tảng đá trứng đồng dạng thực sự chịu đủ không cầu tại hiên viên trong thành sơn trân hải vị tóm lại cũng phải dính điểm thức ăn mặn a à. tiểu hoa cười khổ lắc đầu cái này rừng núi hoang vắng chỗ nào chuẩn bị cho ngươi thức ăn mặn đi từ dương lập tức nghĩ ra chỉ chỉ cái này bình tĩnh hồ nước phía dưới xảo có nước địa phương tự nhiên có mỹ thực ầm ầm chỉ thấy từ dương đối mặt hồ lăng không một chưởng đánh xuống nhìn không ra hắn có chút còn lại động tác cùng dự phán tính cử động phương vị cùng lực đạo bắt giữ lại đều như thế vừa đúng sinh sôi là từ kia bình tĩnh hồ nước phía dưới nổ ra mười mấy đầu đủ loại kiểu dáng trân quý cá loại. Ta ít ít ít, hồ này bên trong vậy mà thật sự có cá. Hơn nữa còn là nhiều như vậy hy hữu chủng loại. Bạch hổ thiếu niên một mặt khép bờ sợ nhìn chăm chú trước mắt phát ra dạng này cảm khái. Những người khác cũng đều là một mặt kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, bằng mỗi người bọn họ đỉnh tim thực lực, lại đều không có phát hiện hồ nước này phía dưới một tí khí tức chấn động cái này cũng liền đã đản sinh ra một vấn đề mới vì sao trong hồ có nhiều như vậy giống loài mặt ngoài lại là một tia làn sóng đều chưa từng xuất hiện đâu thuộc về những cái này loài cá nhóm khí tức lại là như thế nào bị che đậy đang lúc đoàn đội đám người vắt hết ốc suy nghĩ lấy nước hồ đến cùng có cái gì dị dạng thời điểm từ dương ngược lại là thống khoái thuần thục công phu đã đem rút ra kia mười mấy con cá dọn dẹp sạch sẽ chuẩn bị lên nồi trời ạ à! Nghĩ không ra A Dương thực lực ngươi mạnh như vậy, người đẹp trai như vậy cũng liền thôi, thế mà còn tinh thông một tay trù nghệ, quả thực là hoàng mỹ nhà ở nam nhân tốt đỉnh phong A. Khá lắm, chỉ thấy bạch long bên trái lưng rồng bên trên, từ dương cùng Talia rất có điểm phu sướng phụ tùy ý tứ. Từ dương xuống bếp, Talia chính là một bộ mê muội dáng vẻ, chống cái cầm một mặt hoa si nhìn chầm chầm từ dương nhìn. Làm cho bạch long khác một bên những cái này đói bụng ăn hàng nhóm, hung hăng cho tiểu hoa đưa ánh mắt. Ta nói, nam nhân của ngươi đều sắp bị kia xà nữ vương ngoặt chạy, ngươi làm sao không có chút nào lấy bộ dáng gấp gáp. Thanh Long nói ra lời này thời điểm, không có người để ý kia che mặt hồng y sứ giả yên lặng đem đầu khuynh hướng bên này, tự hồ là đang nghe lén mấy người đối thoại. Vậy ta hỏi ngươi, sao băng cùng bầu trời đêm so sánh, cái nào càng ống ánh một chút? Tiểu Hoa đột nhiên mở miệng hỏi lại Thanh Long, ngược lại là làm cho gia hỏa này một mặt mộng, chẳng qua vẫn là thành thành thật thật cho ra đáp lại đó còn cần phải nói đương nhiên là sao băng tiểu hoa cười khẽ đêm dài cần sao băng tô điểm thế nhưng là kia bồi bạn ngươi vượt qua mỗi một buổi tối vẫn như cũ là bình tĩnh mà thâm thúy tinh không vô số năm sau tinh không vẫn còn nhưng năm đó sao băng lại chỉ có thể ngủ say tại trong mộng của ngươi chỉ một phen liền để thanh long huyền võ bọn người triệt để ngậm miệng lại không thể không thừa nhận tiểu hoa chính là từ dương sinh mệnh tinh không bởi vì nàng có được không kém gì từ dương thực lực càng có thể làm bạn hắn đến bất kỳ một cái nào hắn muốn đi địa phương so sánh dưới talia nữ vương chính là viên kia nóng bỏng sao băng có thể mang cho từ dương một trận chói lọi mộng đẹp nhưng mộng tỉnh về sau hết thảy như trước giữa hai bên căn bản không thể so sánh càng thêm không tính là một cái loại hình định vị bởi vậy tiểu hoa xưa nay không để ý từ dương bên người sẽ có bao nhiêu nữ nhân nàng cũng chưa từng sẽ ăn giấm chỉ vì nàng cùng từ dương lẫn nhau trong lòng đều đã đem đối phương xem như cái kia vĩnh hằng bầu trời đêm không thể không thừa nhận từ dương trù nghệ gần như cùng thực lực của hắn đồng dạng tinh xảo rất nhanh đám người liền đều nghe được mới mẻ xinh đẹp cá nướng hương vị trời ạ à! lão đại cái này đây quả thật là tay nghề của ngươi Thiên viên trong thành những cái kia đầu bếp đều không có ngươi thủ đoạn như vậy a à, quả thực kinh động như gặp thiên nhân ta thật là quá kích động thật sự là ta thân lão đại A. Bạch hổ thiếu niên triệt để điên. Quên hết tất cả phóng tới từ dương nồi lớn. Chương 1376, Hồ nước bá chủ. Từ dương chủ ý tự nhiên không cần nhiều lời, liền từ bạch hổ thiếu niên lúc này hiển lộ rõ ràng ra tới dáng vẻ, liền không phải bàn cãi. Không riêng gì hắn liền thanh long huyền võ phân thân mấy tên này cũng cũng nhịn không được chật chật lưỡi. Có lẽ Duy chỉ có nhất có định lực, hẳn là liền xem như cái kia một thân hồng y che mặt nữ sứ giả, chẳng biết tại sao, Từ Dương luôn cảm thấy nha đầu này cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Sâu trong nội tâm của nàng, vĩnh viễn đựng đầy khiến người say mê đáp án, muốn đi tìm kiếm nhưng cũng tìm không thấy cái kia đi vào nàng tâm hải lối vào. Nhưng mà chuyện lúng túng rất nhanh liền ở sau đó giờ khắc này trình diễn, không đợi bạch hổ thiếu niên mấy người ăn như gió cuốn một phen, một cổ vô cùng băng lãnh mà khí tức cường đại, đột nhiên xâm nhập đến đám người nhìn rõ phạm vi bên trong. Tất cả mọi người đem ánh mắt bản năng quét về phía tây nam phương hướng, khi một cổ u lãnh khí tức truyền đến vị trí, tất cả đều đình chỉ nhìn chầm chầm thức ăn ngon động tác. Lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị, vô cùng cảnh giác quan sát đến chung quanh. Ha ha, các người những này nhân tộc thật là thật là lớn gan chó tử, lại dám tới đây lấy ăn uống, hôm nay liền để các ngươi minh bạch mảnh này từ cá chết nhất tộc trưởng khống hồ nước lĩnh vực đến cùng ai mới là vương giả. Tiếng nói rơi xuống đất trong tích tắc, một đạo toàn thân tản ra kim hoàng sắc to lớn cá chết chậm rãi nổi lên mặt nước. Cũng chính là tại thời khắc này, Từ Dương lãnh mâu có chút nhíu lên, tại gia hỏa này trên thân dường như phát hiện một mực khốn nhiễu đoàn đội đám người bí mật. Sở dĩ nước sông này phía dưới chỗ sâu tất cả loài cá khí tức không có cách nào bị Từ Dương bọn người bắt được, cũng là bởi vì đầu này kim hoàng sắc cá chết trên thân tản ra kia một loại đặc thù vật chất trình độ nhất định che đậy toàn cái hồ nước mặt ngoài sinh ra một loại ngăn cách khí tức năng lượng thể. Mà một khi cái này kim hoàng sắc cá chết bản thân nổi lên mặt nước, chung quanh loại này từ trên người hắn phát ra đặc thù năng lượng thể, liền sẽ trong thời gian cực ngắn, bị hắn thôn vệ tiến thân thể của mình ở trong. Cứ như vậy, toàn bộ hồ nước tất cả khí tức lưu động, liền lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, dưới tình huống bình thường, có loại này đặc thù năng lượng thể làm che chắn, có thể trình độ nhất định che chở hồ này phía dưới chỗ sâu tất cả loài cá khí tức lưu động. Tránh ngoại lai một chút cường đại thú tộc đối bọn hắn triển khai công kích. Chẳng qua tại từ dương xem ra, cái này kim hoàng sắc cá chép lớn làm như vậy, cũng không phải là từ đối với cái này trong hồ tất cả loài cá bảo hộ, càng giống là một loại cầm tù. Bởi vì làm chung quanh loại này năng lượng thể vật chất biến mất trong nháy mắt, tất cả bám vào ở chung quanh những cái này đủ loại loài cá nhóm tất cả đều trở nên phá lệ hoang thoát tự hồ là muốn tránh thoát mảnh này hồ nước, nhưng lại không cách nào làm được. Từ dương sức quan sát cỡ nào kinh người. Hắn có thể trình độ nhất định bắt được những cái này loài cá chân chính tâm lý hoạt động. Có thể cảm thụ được những bầy cá này nhóm ở sâu trong nội tâm lớn lao rên rỉ, mà đây đều là bái cái này nhìn quan vinh xinh đẹp kim hoàng sắc cá chép ban tặng. Ta không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, vừa mới ngươi dùng như thế chữ để hình dung chúng ta, đã là đối với chúng ta đoàn đội đám người cực lớn mạo phạm sử xuất ngươi lực lượng cường đại nhất đi. Bởi vì không được bao lâu, ngươi rất nhanh liền sẽ tiến vào ta cái này nồi nấu bên trong, biến thành lương thực của chúng ta. Ta còn thực sự chưa ăn qua như ngươi loại này loài cá, không biết ngươi là như thế nào một loại hương vị. Hẳn là sẽ so cái khác phổ thông loài cá càng thêm tươi ngon đi. Nghe được từ dương dạng này một loại thuyết pháp, Bạch Hổ thiếu niên trước hết nhất kích động liên tục gật đầu. Ha ha, lão đại ta đoán cũng nhất định là như vậy đã hắn quấy rầy chúng ta nhã hứng, không bằng liền lấy nó đến vào nồi, ta chắc hẳn nhưng lại là một bữa ăn ngon. Hiển nhiên Từ Dương đám người dáng vẻ cũng trình độ nhất định chọc giận trước mắt đầu này cá chép, chẳng qua những cái này đều đã không trọng yếu, đôi bên đã đi tới Dương cung bạc kiếm trình độ, một trận chiến này cuối cùng không thể tránh né. Ngay một khắc này, Từ Dương một chân đạp không mà lên, lơ lửng tại hư không bên trong, thoát ly Bạch Long lưng, ánh mắt vô cùng băng lãnh khóa chặt tại đầu này kim hoàng sắc cá chép bản thể phía trên. Ngươi vừa mới nói cái này toàn bộ hồ nước đều là các ngươi cá chết nhất tộc đến trưởng khống. Vậy liền đem ngươi tất cả tộc nhân tất cả đều kêu đi ra đi, quan lời của chính ngươi thật sự có chút không đáng chú ý đâu. Ha ha ha, vẫn là để ta tới thăm dò một chút thực lực của ngươi đi, theo ý ta, ngươi cũng liền mặt ngoài có thể hù dọa một chút người thôi, chân chính động thủ, ngươi chưa chắc là ta đối thủ. Cũng không biết cái này kim hoàng sắc cá chết nơi nào đến quỷ dị lý luận, thế mà lại đối từ dương làm ra phán đoán như vậy làm thanh âm của hắn sau khi truyền ra, từ dương đoàn đội mọi người đều là nhịn không được ha ha phá lên cười, đặc biệt là kia bạch hổ thiếu niên, trực tiếp nằm tại bạch long lưng bên trên ôm bụng cười thẳng lăn lộn. Ta còn thực sự chưa thấy qua giống đầu này cá chết dạng này như thế không coi ai ra gì gia hỏa, hắn đến tục cùng nơi nào đến tự tin. Dám đối chúng ta lão đại nói lời như vậy đâu, ta đoán chừng hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Từ dương nhìn thấy bạch hổ thiếu niên bộ này dáng vẻ, cũng không nhịn được đối phía dưới hắn lộ ra một vòng mỉm cười tiểu tử nói cho ta ngươi muốn ăn thịt kho tàu cá chép vẫn là hấp vẫn là cái khác một chút cách làm ta đều có thể thỏa mãn ngươi từ dương càng như vậy nói thì càng tại nhục nhã trước mắt kim sắc cá chép đối phương dưới cơn thịnh nộ phát ra một tiếng đặc thù gầm rú trước mắt cái này kim hoàng sắc cá chép có được thực lực như thế nào trình độ trước mắt còn không tốt làm ra phán đoán Duy nhất mọi người rất rõ ràng chính là, thực lực của hắn tại Từ Dương trước mặt, chẳng qua là một con hổ đồng dạng tồn tại. Chỉ thấy Từ Dương toàn bộ hành trình đều đem mình tay trái chấp sau lưng, tay phải ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống một điểm, một đạo hào quang màu vàng ống giữa trời chém xuống. Quang mang này dường như có được xuyên thấu qua một chút lực phòng ngự bản năng, trong chớp mắt này ở giữa, liền đem cái này kim hoàng sắc cá chép chung quanh thân thể kia một loại đặc thù năng lượng đâm xuyên. Một đạo tử quan này nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là bộc phát tại cá chết bản thể phía trên một nháy mắt, mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng linh hồn rung động, bởi vì hắn là thật không nghĩ tới, trước mắt cái này thanh niên tuấn lãng thế mà có được thực lực kinh khủng như thế. Đáng chết, xem ra lần này ta là gặp cường giả chân chính, ta nhất định phải thu hồi trước đó đối các người mạo phạm, bởi vì thực lực của các ngươi đầy đủ đánh với ta một trận. Sau đó cái này kim hoàng sắc cá chết đột nhiên bắt đầu đập chính mình hai bên vây cá rất nhanh cũng không lâu lắm, cái này nguyên bản bình tĩnh hồ nước phía dưới chỗ sâu, càng ngày càng nhiều đủ loại cá loại không ngừng hiện lên ở trên mặt nước. những cái này cá loại bình thường bình an vô sự, thế nhưng là bị cái này cá chép đặc thù tần suất tiếng hô hoáng kích động về sau, phản phất là giải khai trong cơ thể của bọn họ một loại đặc thù cấm chế. tất cả cá loại dù là chi trước thoạt nhìn không có bất luận cái gì lực công kích loài cá, cũng đều tại thời khắc này trở nên phá lệ cuồng bạo. cùng là trong nháy mắt này. Talia nữ vương dường như tại những cái này loài cá biến hóa trên người công năng trong được đến một chút mánh khóe, dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng ngăn lại từ dương đến tiếp sau động tác. Chương 1377, chém giết cá chép vàng. Không muốn chém giết những cái kia loài cá, A à Dương, ngươi chỉ cần chinh phục cái này một con kim hoàng sắc cá chép liền có thể, cái khác loài cá hẳn không phải là cá chép nhất tộc phạm trù. Nếu như phán đoán của ta không sai, cái này cái đại gia hỏa hẳn là thông qua phương thức nào đó hoặc là trên người hắn cái chủng loại kia đặt thù năng lượng thể ngâm tại những cái này cái khác loài cá trong cơ thể sau đó thông qua đặc thù hình thức đối bọn hắn tiến hành cưỡng chế trưởng khống nếu như phán đoán của ta không sai những cái này loài cá hẳn là đều đã biến thành hắn con rối mà cũng không phải là chân chính thuộc về hắn nhất tộc chiến sĩ quả nhiên Talia nữ vương một phen nói ra miệng lập tức đạt được bên cạnh Huyền võ phân thân phụ họa nữ vương nói không sai những cái này loài cá thấy thế nào đều không giống như là độc lập tác chiến trạng thái kế hoạch. Hẳn là bị cái này đại kim cá khống chế, chúng ta muốn biết rõ chân tướng, chỉ cần trấn áp đầu này đại kim cá, liền có thể từ trong miệng của hắn đạt được chúng ta muốn biết hết thảy. Từ Dương khẽ gật đầu một cái, trên thực tế trong lòng của hắn sớm có phán đoán của mình, coi như hai gia hỏa này không làm nhắc nhở, Từ Dương cũng biết tiếp xuống nên dùng như thế nào phương thức đến kết thúc trận chiến đấu này. Chỉ có điều một ý niệm công phu, cái này kim hoàng sắc cá chép phát hiện mình không gian chung quanh đều theo từ dương một mực đang phát sinh thuộc tính cùng trạng thái song trọng thay đổi. Nguyên bản thuộc về cái này kim hoàng sắc cá chép tốt nhất tác chiến hoàn cảnh, vậy mà là tại trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là trong hồ phần quan trọng nhất. Làm hải thần lĩnh vực người thừa kế, hết thể thủy nguyên tố đối với hắn bà nói, cũng có thể dựa theo mệnh lệnh của hắn phát sinh biến hóa. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới tác chiến, Từ Dương có thể thích làm gì thì làm trưởng không hết thảy sinh linh vận mệnh, tự nhiên cũng bao quát trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng cá chết. Cho dù là tại cái này cực bắc mang hoang lĩnh vực, giống như ngươi đại kim cá, hẳn là cũng xem như cực kỳ hy hữu giống loài. Đáng tiếc, ngươi thấy không rõ vị trí của mình, cuối cùng chỉ có thể luân lạc tới trở thành khôi lỗi kết cục. Vừa mới nói xong, Từ Dương nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, liền nhìn những cái kia màu vàng cá chép chung quanh tất cả không gian, đều bị một cổ mười phần thuần túy hào quang màu xanh nước biển hoàn toàn giam cầm. Từ dương ngay tại điều động phía dưới bên trong hồ thuần túy nhất nước lực lượng nguyên tố, ngược lại đem cái này kim hoàng sắc cá chép cho giam cầm gắt gao. Bởi vì cái gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, thủy nguyên tố lực lượng lưu động tính mạnh nhất, cũng khó khăn nhất điều khiển. Thế nhưng là giống từ dương loại này, có được hải thần lĩnh vực truyền thừa đối thủy nguyên tố có được tuyệt đối lực khống chế tồn tại, có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ cá chép nguyên bản tác chiến tiết tấu. Khiến cái này nguyên bản nghe lệnh của kim sắc cá chép thủy khí năng lượng toàn bộ nghe lệnh của chính mình. Cứ như vậy, mất đi mình cường đại nhất cậy vào, cá chép căn bản không có bất luận cái gì cùng từ dương chống lại năng lực cùng tư bản, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lạc làm từ dương trong lòng bàn tay đồ chơi. Hiện tại cảm giác như thế nào, còn cảm thấy mình hơn người một bậc sao? hỏi như vậy không thể nghi ngờ là đối cái này kim sắc cá chết lớn lao vũ nhục, thế nhưng là hắn lại có thể làm được gì đây? chỉ có bất đắc dĩ thở dài, một mặt tuyệt vọng từ bỏ chống cự. sau đó từ dương tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái này to lớn cá chết tại từ dương thủy nguyên tố tuyệt đối lực khống chế tác dụng phía dưới cấp tốc thu nhỏ. trên thực tế cũng không phải là hắn chủ động thay đổi nhục thân của mình hình dáng hình thái mà là tại từ dương cổ này vô cùng cường đại thủy nguyên tố lực khống chế cưỡng chế phía dưới, vừa vặn héo rút thành một cái nồi có thể buông xuống quy mô. Sau đó đầu này cá chết màu vàng liền tại một đạo thủy lam sắt cột sáng buộc chặt phía dưới, bị cưỡng ép mang vào từ dương trong nồi lớn. Đương nhiên từ dương cũng không có lập tức cho nấu nướng, mà là để hắn cảm thụ một chút tiếng vào người khác trong mâm đồ ăn cảm giác. Thế nào? Nói cho ta, người bây giờ nhất thiết thực tâm lý cảm thụ nhất định phải thận trọng suy xét về sau lại trả lời ta. Ta không muốn nghe đến một loại qua loa đáp án hoặc là vì bảo vệ ngươi đáng thương tôn nghiêm tiếp tục mở miệng mạo phạm tại ta. Làm như vậy sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn, nếu như ngươi có thể cho ta một cái làm người vừa lòng trả lời chắc chắn, chủ động tìm kiếm hợp tác, ta có lẽ không đến mức để ngươi chết thảm như vậy. Đầu này kim hoàng sắc cá chết rốt cục vẫn là thần phục tại từ dương uy nghiêm phía dưới, bất đắc dĩ thở dài chỉ cần ngươi chịu bỏ qua ta, ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ chi tiết đáp lại. Từ Dương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xuống Talia nữ vương phương hướng, hắn cũng sớm đã phát hiện cái này Talia nữ vương dường như có cái gì nghi hoặc, muốn từ gia hỏa này trong miệng đạt được đáp án. Có nghi vấn gì cứ hỏi đi, hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì phản kháng tư cách. Talia nữ vương cũng không do dự, lập tức đi vào cái này nằm trong nồi cá chép trước mặt nếu như trí nhớ của ta không có sai, mảnh này hồ nước sớm nhất hẳn là thuộc về cá nóc nhất tộc Phạm Trù. Thế nhưng là chúng ta khi tiến vào hồ này như thế nửa ngày, thế mà liền một con cá nóc nhất tộc tộc nhân đều không có nhìn thấy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gọi là cá nóc nhất tộc, tự nhiên cũng chính là hổ vương dưới trướng bác đại chủng tộc một trong. Trước đó cá nóc nhất tộc cường thịnh thời điểm, thế nhưng là nắm giữ lấy hổ vương nhất tộc mười vương khu vực bên trong tất cả thủy vực, có thể thấy được bộ tộc này thế lực mạnh đến mức nào đáng được ăn mừng chính là bộ tộc này nguyên tổ cùng đời trước vẫn lạc tại bọ cạp nhất tộc trong tay cái kia xà nhân tộc nữ vương có không cạn nguồn gốc nghe nói hai người đã từng vẫn là người yêu quan hệ chỉ là về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân không có tiến tới cùng nhau talia nữ vương kế vị về sau cũng từ đầu đến cuối cùng cá nóc nhất tộc duy trì hữu hảo quan hệ chỉ là những năm gần đây Talia nữ vương nóng lòng ứng đối bọ cạp nhất tộc, liền có một đoạn thời gian không cùng cá nóc nhất tộc liên hệ, nàng cũng lúc này mới ý thức được, gần đây khoảng thời gian này cá nóc nhất tộc cử động thật là khiến người sinh nghi. Thẳng đến nương theo từ dương đoàn đội cùng đi đến nơi này, Talia nữ vương mới ý thức tới vấn đề này. Không phải là cá nóc nhất tộc nội bộ đã sinh cái gì biến cố. Nghe được Talia nữ vương nghi vấn như vậy, trước mắt kim sắc cá chết cũng không có chút nào chất vấn, lập tức cho ra đáp án. Ngươi hẳn là cái kia xà nhân tộc nữ vương A. Ngươi có chỗ không biết, cá nóc nhất tộc tại 5 năm trước phát sinh một trận lớn biến cố, cụ thể là xảy ra chuyện gì? Chúng ta những cái này ngoại tộc cũng không rõ ràng. Duy nhất bị chúng ta hiểu rõ đến là, một lần kia biến cố về sau cá nóc nhất tộc người mạnh nhất, mất đi cá nóc nhất tộc thủ lĩnh tư cách, đồng thời trực tiếp bị đuổi ra trong tộc. Mới nhậm chức cái kia thủ lĩnh, khi lấy được tộc quần trưởng thống quyền về sau, liền lập tức dẫn đầu tất cả cá nóc tộc nhân tiến hành một lần đại di dời. Hiện tại bọn hắn cụ thể tại vị trí nào? Chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ là từ sau lúc đó, nguyên bản bị cá nóc nhất tộc trưởng khống tất cả loài cá, đều bị như là chúng ta cá chết nhất tộc cùng với khác mấy cái hơi lớn mạnh một chút loài cá chủng tộc trưởng khống, đồng thời chia các nguyên bản thuộc về cá nóc nhất tộc lãnh địa. Mảnh này hồ nước chính là trong đó một chỗ. Chương 1378, ba đầu chó săn đạt được dạng này nhận biết về sau đám người mới chợt hiểu ra chẳng qua đối với talia nữ vương đến nói cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt dù sao cá nóc nhất tộc thế nhưng là thời gian dài đều cùng xà nhân nhất tộc bảo trì hữu hảo vãn lai minh hữu thế lực bây giờ cá nóc nhất tộc bị này biến cố nàng tại toàn bộ hổ vương mạch này ở trong quyền lên tiếng lại giảm bớt một điểm đời trước cá nóc nhất tộc thủ lĩnh trước mắt ở nơi nào ngươi hẳn là cũng không rõ ràng a à. Cá chết gật đầu bất đắc dĩ, kia cũng là cá nóc nhất tộc nội bộ sự tình. Dù sao cá nóc nhất tộc nguyên bản sinh sôi năng lực cực mạnh, bọn hắn có được chủng tộc mạnh mẽ năng lực, tùy tiện chúng ta những cái này loài cá đều là muốn đối bọn hắn cúi đầu xưng thần, nào dám tùy tiện trêu chọc. Chẳng qua các người nếu là muốn nghe được cá nóc nhất tộc sự tình, liền đi phía trước mê vụ đầm lầy đi, nơi đó thủ lĩnh có lẽ có thể giải đáp nghi vấn của các ngươi. Talia nữ vương bất đắc dĩ xoay đầu lại, nhìn từ dương bọn người một chút. Cái gọi là mê vụ đầm lầy chính là Talia Ban Sơ trước đó đối từ dương đoàn đội giao phó như thế. Chính là hổ vương dưới trướng bác đại chủng tộc ở trong xếp hạng thứ hai tam đầu địa ngục quyển nhất tộc lãnh địa. Mà bộ tộc này không hề nghi ngờ cũng là nguyên bản xà nhân nhất tộc minh hữu thế lực, cùng xà nhân nhất tộc lâu dài ở vào đối lập quan hệ. Được rồi, tác dụng của ngươi đã phát huy không sai biệt lắm, như vậy tiếp xuống cũng nên thực hiện ngươi sau cùng trách nhiệm. Từ Dương chậm rãi từ giữa không trung một lần nữa trở lại Bạch Long lưng bên trên, sắc mặt bình tĩnh đánh giá gần trong gan tất trong nồi cá chép. Cũng không phải là Từ Dương nhân từ, chẳng qua là hắn người này làm việc có tương đương nguyên tắc, đã đối phương như thế phối hợp mình, nên tha cho hắn một mạng. Vừa mới nói xong, Từ Dương cứ như vậy một ngón tay nhẹ nhàng tại cá chép trên thân trượt bỗng nhúc nhích, mặc dù đáp ứng thả hắn một mạng, nhưng là nhất định phải phế bỏ hắn tất cả tu luyện căn cơ. Nương theo lấy cá chết một tiếng đau khổ la lên, trong cơ thể hắn ngưng kết nó toàn bộ tu vi cùng năng lượng bản nguyên như vậy vỡ vụn. Trực tiếp đem gia hỏa này đánh thành nguyên hình. Trên thân nguyên bản ống ánh kim sắc quan mang không còn tồn tại. Đồng thời hắn bành trướng mình thân xác năng lực cũng chính là biến mất, chỉ sợ mãi cho đến hắn sinh mệnh lực đi hướng khô kiệt, cũng chỉ có thể duy trì như thế lớn hình thái. Từ giờ trở đi, ngươi không còn có tùy ý trưởng khống hồ này bên trong tất cả loài cá sinh tử quyền lợi cũng trở thành giống như bọn họ một đầu phổ thông loài cá, cứ như vậy tại mảnh này trong hồ vượt qua cuộc đời còn lại của mình đi. Vừa mới nói xong, Từ Dương đem hắn một lần nữa ném vào hồ nước chỗ sâu. Nguyên bản Talia nữ vương đích thật là nghĩ tại con đường này đi lên cùng cá nóc một tổ đánh cái đối mặt, nhưng là bây giờ nghe được, vừa mới đầu kia cá chép dạng này một phen giải độc, nữ vương ý thức được chung quanh vùng nước này cũng không thể lại có cá nóc nhất tộc thân ảnh. Cùng nó ở đây lãng phí nhiều thời gian hơn, chẳng bằng tăng tốc hành trình thẳng đến mê vụ đầm lầy khu vực. Đem ý nghĩ như vậy báo cho cho Từ Dương về sau, Từ Dương cũng cho duy trì. Tại vượt qua mảnh này hạo hồ nước lớn thành công đăng lục về sau, Từ Dương đoàn đội lại một lần nữa tăng tốc tiến lên tiết tấu, hoa không đến 2 ngày thời gian, liền thuận lợi đến mê vụ đầm lầy khu vực bên ngoài. Nhưng mà để Từ Dương đoàn đội tất cả mọi người không nghĩ tới chính là mới vừa tiến vào đến cái này mê vụ đầm lầy ngoại bộ khu vực, Liền để bọn hắn phát hiện một kiện 10 phần rung động sự tình, thế mà tại cái này đầm lầy khu vực bên ngoài nhìn thấy một chút rải rác cá nóc hài cốt. Xem ra những cái này cá nóc hài cốt cũng đã còn sót lại tại cái này khu vực bên ngoài mấy chục năm trở lên, thân xác đã sớm bị các loại sinh vật chia ăn sạch sẽ. Duy chỉ có những cái này ống ánh xương cốt chứng minh bọn hắn khi còn sống đều có được không tầm thường thực lực, tại thú tộc ở trong cũng hẳn là vị trí tương đối khá, đều bi thảm luôn lạc tới kết quả như vậy kỳ quái cá nóc nhất tộc căn bản không thích hợp sinh tồn tại loại này đầm lầy khu vực, vì sao nơi này sẽ xuất hiện bọn hắn hài cốt đâu. Talia nữ vương cho ra dạng này nghi hoặc, mà từ dương đoàn đội đám người cũng nhao nhao vây quanh những cái này hài cốt tiến hành một phen quan sát. Đáng tiếc bởi vì bọn họ vẫn lạc thời gian năm tháng có chút dài. Tại chung quanh nơi này căn bản là không có cách tìm tới càng nhiều dấu vết để lại, đến cung cấp bọn hắn tìm kiếm manh mối. Từ dương ánh mắt dần dần sắc bén mấy phần, xem ra có thể cho chúng ta đáp án, chỉ có thống trị mảnh này mê vụ đầm lầy kia ba đầu chó săn nhất tộc. Dọc theo con đường này một mực hướng phía mê vụ đầm lầy khu vực tiến hành xâm nhập, như là bên ngoài như thế cá nóc hài cốt khắp nơi có thể thấy được, càng xem càng là để Talia nữ vương cảm thấy kinh hãi hẳn là cá nóc nhất tộc là bị cái này mê vụ đầm lầy ở trong thú tộc cho cầm tù rồi. Ý nghĩ như vậy trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, Talia nữ vương thậm chí không cách nào dùng suy đoán như vậy đến thuyết phục mình, sau đó để nàng không nghĩ tới chính là, cá nóc nhất tộc gặp phải lại là muốn so hắn trong tưởng tượng càng thêm bi thảm. Đoàn đội đám người một đường kịp thời hướng về phía trước, rất nhanh liền cảm thấy được phía trước cách đó không xa có thú tộc ở giữa chém giết tình cảnh phát sinh. Khoảng cách gần quan sát một phen, nhìn thấy một màn này, triệt để rung động từ dương đoàn đội mỗi người. Liên tiếp mười mấy con cá nóc, giờ phút này đang bị ba con hình thể khổng lồ đầm lầy mảnh thú vây khốn, trong đó một con đương nhiên đó là cái này mê vụ đầm lầy khu vực người lãnh đạo, ba đầu chó săn nhất tộc chiến sĩ. Bên người mang theo một con sói đói, còn có một con toàn thân khắc dấu lấy màu sắc vàng báo săn. Cái này ba cái đại gia hỏa cũng không có lập tức chinh phục đối phương ý tứ, ngược lại giống như là tại lấy trêu tức dáng vẻ đùa bẩn cái này mười mấy con bị nhốt cá nóc chiến sĩ, một chút xíu dày xéo thân thể của bọn hắn, căn bản không vội mà đem bọn hắn thôn phệ. Vang cầu các người thả chúng ta đi. Những cái này cá nóc đều là vừa ra đời không lâu con non, đều đã bị chó săn các đại nhân tuyên khắc bên trên các chi đóng dấu, vốn là đã sống không bao lâu, cũng không cần lại trà đạp bọn hắn. Có cái gì muốn làm cứ việc hướng ta đến? Cái này mười mấy con cá nóc bên trong, con duy nhất tương đối cường tráng trưởng thành cá nóc chiến sĩ, gần như tại dùng giọng cầu khẩn khẩn cầu lên trước mắt cái này ba con mảnh thú. Nhưng mà làm đáp lại, kia cầm đầu ba đầu chó săn, cũng chính là cái này mê vụ đầm lầy ở trong cái gọi là quý tộc, không chút do dự nhô ra một con tráng kiện chân trước, cắt cao đem cái này cá nóc người lãnh đạo theo trên mặt đất. Đã ngươi dạng này một lòng muốn chết, ta trước hết đưa ngươi ép thành thịt nát, sau đó lại một chút xíu thưởng thức ngươi những cái này bọn hậu bối. Ha ha ha! Cái này ba đầu chó săn chiến sĩ một chút xíu tăng lớn dưới vút lực đạo, ngay tại hắn càng rỡ cùng tiếu trong lúc đó, một cổ lực lượng khổng lồ ngang trời giáng lâm, trực tiếp đem cái này ba đầu chó săn đầu lâu đá bay, máu tươi tại chỗ từ trên cổ của hắn bắn ra. Đương nhiên, bị đá bể nát một cái đầu nhà này còn có còn lại hai cái đầu sọ, cũng sẽ không đem ý thức của hắn hoàn toàn vỡ nát. Nhưng dạng này chặt đầu chi nhục, đối với ba đầu chó săn nhất tộc đến nói, chính là tối cao quy cách nhục nhã. Thiếu đi một cái đầu lâu, sẽ để cho hắn sau này tại tộc đàn ở trong vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu được lên cảm giác như vậy sẽ so trực tiếp đem hắn chém giết càng làm hắn hơn đau khổ trong cơn giận giữ tên này ba đầu chó săn chiến sĩ một lần nữa đứng dậy hung dữ nhìn chăm chú trống rỗng mà hàng từ dương bóng lưng chương 1379, quan Cang tư lệnh mà lúc này từ dương nhìn cũng không nhìn tay trái hướng về sau lưng nhẹ nhàng vung lên khi hai con ba đầu chó săn đồng lõa một báo một sói cứ như vậy tại chỗ bị triệt để chém vỡ thành hư vô cùng lúc đó đoàn đội những người khác lần lượt giáng lâm đặc biệt là talia nữ vương tại thân thể sau khi rơi xuống đất lập tức đi vào những cái này cá nóc các chiến sĩ trước mặt mà vừa mới kém chút bị kia ba đầu chó săn chiến sĩ trực tiếp nghiền nát trưởng thành cá nóc chiến sĩ một chút liền nhận ra talia nữ vương xà tộc người lãnh đạo thân phận trong ánh mắt trừ cảm kích bên ngoài cũng dựng dục ra bi thống nước mắt đừng sợ chúng ta là đến cứu vớt các ngươi nói cho chúng ta biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra Nguyên lai like cái này trưởng thành cá nóc tại toàn bộ cá nóc nhất tộc ở trong cũng là có thập đại cường giả người địa vị, bởi vậy đối toàn bộ cá nóc nhất tộc gặp phải rõ như lòng bàn tay. Kinh hắn một phen kỹ càng giải thích, từ dương đoàn đội rốt cục đối cá nóc nhất tộc gặp phải có rõ ràng hiểu rõ. Trên đại thể cùng trước đó cá chép nói tới kia một phần là có thể dính liền bên trên. Dựa theo cái này trưởng thành cá nóc nói, cá nóc nhất tộc tại mấy năm trước sinh ra một cái quái thai, cũng chính là đương nhiệm cái kia thủ lĩnh trời sinh liền có được hết sức đặc thù cường đại thể chất tại vị thành niên thời điểm liền có được có thể so với cá nóc thủ lĩnh tám thành trái phải chiến lực về sau tên kia nương tựa theo tự thân siêu cường trưởng thành lực không có quá thời gian mấy năm liền có được có thể chinh phục cá nóc nhất tộc thủ lĩnh thực lực nhưng là toàn bộ cá nóc nhất tộc ai cũng không nghĩ để hắn tới làm thủ lĩnh bởi vì tất cả mọi người nhìn ra được huyết mạch của hắn cũng không thuần túy cũng không biết là cùng một tộc kia sinh mạng thể sinh ra biến dị về sau kết quả. Thật tình không biết cái kia biến dị thể là ba đầu chó săn nhất tộc cùng cá nóc nhất tộc thuần túy huyết mạch kết hợp mang xuống yêu nghiệt. Từ hắn xuất sinh về sau, ba đầu chó săn nhất tộc thủ lĩnh liền âm thầm đối với hắn tiến hành bồi dưỡng cùng dẫn đạo, hướng dẫn lấy hắn từng bước một chinh phục cá nóc nhất tộc, đồng thời đem toàn bộ tộc đàn mang vào mê vụ đầm lầy khu vực. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì kia ba đầu chó săn thủ lĩnh tại lúc trước cùng cá nóc nhất tộc chiến sĩ giao phối qua về sau, phát hiện cá nóc nhất tộc có một loại cực kỳ đặc thù sinh mệnh lực bản nguyên. Có thể cực lớn trình độ tẩm bổ ba đầu chó săn nhất tộc sinh mạng thể, đền bù bọn hắn trong mạch máu khuyết điểm, đồng thời lột xác ra càng thêm cường đại huyết mạch trưởng thành thuộc tính. Cũng nguyên nhân chính là như thế, để ba đầu chó săn nhất tộc thủ lĩnh sinh ra triệt để chinh phục cá nóc nhất tộc ý nghĩ, liền có lúc sau cái này để con của mình điều khiển chinh phục toàn bộ cá nóc nhất tộc hoàn chỉnh kế hoạch. Mà bây giờ cá nóc nhất tộc khi tiến vào mê vụ đầm lầy về sau, chẳng những không có được hưởng tác dụng của bọn họ tới xứng đôi địa vị siêu phàm, ngược lại biến thành toàn cái mê vụ đầm lầy ở trong tất cả giống loài tùy ý nhục nhã hạ tràng. Kỳ thật đây cũng không phải là là ba đầu chó săn nhất tộc thủ lĩnh ban sơ bản ý. Thế nhưng là hắn xa xa đánh giá thấp cá nóc nhất tộc sinh sôi năng lực, nguyên nhân chính là đem cá nóc nhất tộc mang vào mê vụ đầm lầy, một chút cấp thấp giống loài sinh tồn hoàn cảnh nhận cực lớn trình độ sung kích. Dần già, cá nóc lọt vào tất cả trong đầm lầy sinh vật cường đại nhóm xa lánh, cũng khiến bọn hắn có bây giờ địa vị. Mà ba đầu chó săn nhất tộc thủ lĩnh, vì bận tâm nguyên bản sinh tồn ở dẫn vật trong đầm lầy các phương cường đại thú tộc, cũng không có tiến hành ngăn lại, mới đưa đến cá nóc nhất tộc bi kịch phát sinh từ dương tại làm rõ cái này cá nóc nhất tộc chân chính tao ngộ qua hướng về sau trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái dù sao đối với hắn mà nói phóng tầm mắt toàn bộ danh châu đại lục đều không có hắn không giải quyết được vấn đề chỉ có làm không rõ nguyên nhân tình trạng bây giờ chân tướng rõ ràng hết thảy ngược lại trở nên rõ ràng rất nhiều cái này rất rõ ràng quan có đầu nợ có chủ chúng ta chỉ cần đi gặp một lần cái kia ba đầu chó săn thủ lĩnh để hắn đem cái này hoắc loạn toàn bộ cá nóc nhất tộc con riêng giao ra, cho cá nóc nhất tộc người của nhóm một cái thuyết pháp, vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết. Từ dương giải quyết dứt khoát, trực tiếp chế định biện pháp giải quyết vấn đề, những người khác tự nhiên không có bất kỳ dị nghị, liền dẫn sông này đồng nhất tộc các chiến sĩ, thẳng đến trước mắt mảnh này mê vụ đầm lầy chỗ sâu, cũng chính là ba đầu chó săn tổng bộ vị trí. Trên đường đi, từ dương chủ động phóng xuất ra mình khí tức hết sức mạnh mẽ chấn động, chính là vì lấy nhất là rêu rao phương thức tuyên cáo mình quân lâm. Mà trong thời gian này, cái này đầm lầy khu từng cái phương hướng đang ngủ say đỉnh cấp thú tộc các cường giả, tất cả đều bởi vì cảm nhận được từ Dương phóng thích ra cái này một cổ vô cùng kinh khủng khí tức chấn động nhau nhau vừa tỉnh lại. Trời ạ, à, đến cùng là thần thánh phương nào đi vào chúng ta đầm lầy khu vực. Lại có thể phóng xuất ra cường hoành như vậy khí tức, xem ra gia hỏa này tu vi cảnh giới cao thâm khó dò a. À? Hừ lại trâu hắn cũng chỉ là nơi nơi một cái nhân tộc, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Liền xem như đương kim trung vực hoàng tộc hoàng đế Vân Long Thiên Đế, đã từng đơn thương độc mã tiến vào cái này cực bắc mang hoang lĩnh địa thú tộc. Cuối cùng cũng chỉ có thể là thất bại tan tác mà quay trở về. Một chút thực lực cường đại thú tộc nhóm nhau nhau nói thầm, mặc dù bọn chúng không có đảm lượng ra tới một tháng từ dương phong mang, thế nhưng là động lên mồm mép đến, dường như người người đều là mười vương lĩnh tay áo cấp bậc cường giả, quả thực để người cảm thấy im lặng. Ba đầu chó săn phương diện, tự nhiên sẽ không như thế sợ, dù sao bọn chúng cũng không phải cái gì quân lính tản mạng, mà là chính thức có được thống trị toàn bộ mê vụ đầm lầy khu vực mạnh nhất chủng tộc, tại phát giác được từ dương chủ động phóng xuất ra khí tức chấn động về sau. Liền ngay lập tức triệu tập trong tộc cường giả đỉnh cao, tiến hành một phen ứng đối bố trí về sau, lập tức hướng phía bên này xuất phát. Không có một chút thời gian, Đôi bên nhân mã liền tại cái này mê vụ đầm lầy ở trong một chỗ biên giới khu vực vị trí chạm mặt. Để từ Dương đoàn đội đám người không ngờ đến chính là ba đầu chó săn phương diện, vậy mà chỉ một tên, chính là cái kia thống ngự lấy toàn bộ mê vụ đầm lầy chó săn chi vương. Nó toàn thân bày biện ra một loại màu nâu đỏ tia sáng, thân hình hình dáng chừng một con trưởng thành hùng sư lớn như vậy, ba cái đầu sóng vai sinh trưởng tại trên cổ, nhìn đại biểu cho cái này chó săn ba loại hoàn toàn khác biệt khí chất dáng vẻ. Bên trái nhất cái này một đầu lâu, treo một đạo băng lãnh mỉm cười, ở giữa cái này thì là chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, bên phải nhất đầu chó bên trên, thì là một bộ hung thần ác sát thôn vệ chi sắc, trong con mắt phóng thích ra lạnh lẽo tới cực điểm túc sát khí tức. a à, sẽ không phải là các người ba đầu chó săn nhất tộc không ai đi. Thế mà cũng chỉ có người cái này quan can tư lệnh một người đi tìm cái chết sao. Từ dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không nhiều dông dài thách sáo cái gì, dù sao mình trên đường đi phóng thích ra khí tức, chính là tại dùng kiêu ngạo nhất phương thức công nhiên khiêu khích đối phương, lại không cần gì khách sáo có thể nói. Ba đầu chó săn thủ lĩnh lại là đối từ dương nhẹ gật đầu cười, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay ta còn thực sự là nhìn thấy một cái nổi tiếng nhân tộc cường giả, không sai, người có tư cách kiêu ngạo. Chương 1380, Hủy Diệt Không đợi từ dương mở miệng đáp lại, bên người Talia nữ vương liền chủ động tiến lên mấy bước, sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, bằng thực lực của ngươi, còn giống như xa xa không có thẩm phán lão đại ta tư cách, đừng ở kia trang B, trực tiếp đánh đi. Hôm nay, chúng ta là phải vì cá nóc nhất tộc đòi lại một cái công đạo. Ba đầu chó săn nhìn xem Talia cười lạnh, thú tộc cùng nhân tộc cấm chỉ tự mình kết giao, càng thêm không cho phép thành lập bất luận cái gì phương diện quan hệ. Talia, ngươi đã vượt biên giới. Ba đầu chó săn lời này, ngược lại là có chút giết người tru tâm ý tứ, như là một cái cự chủ y trùng điệp đánh vào Talia trong lòng cũng làm cho nàng trong khoảnh khắc lâm vào trì trệ. nhưng mà bên người Từ Dương lập tức bắt được đối thủ một cái chi tiết, gia hỏa này nhìn như phóng tới bạch hổ thiếu niên cùng thanh long hai cái này gần đây khoảng cách phương hướng mục tiêu, trên thực tế thì là đem khí tức của mình khóa chặt tại Talia trên thân. trong thời gian này, Từ Dương cũng không có vội vã động tác, nhưng lại đã sớm bằng vào mình siêu nhiên sức quan sát đem trong sân hết thảy hơi biến hóa tất cả đều bắt được tầm mắt của mình phạm vi bên trong, rất có trưởng khống toàn cục lực lượng cùng tư bản. Quả nhiên, gia hỏa này một chiêu dương đông kích tây dùng 10 phần tinh diệu, dễ như trở bàn tay lừa qua thanh long cùng huyền võ phân thân, lao thẳng tới Talia bản thể. Cùng một thời gian, đối phương đột nhiên nhảy lên thật cao, thân thể hình dáng cấp tốc bành trướng, đúng là tại trong khoảnh khắc để nhục thân của mình thể lượng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Quan trọng hơn chính là, Gia hỏa này vậy mà bộc phát ra mình huyết mạch chuyên môn cùng bá thuộc tính lực lượng, có thể làm cho mình trong thời gian ngắn bắn ra bạo tạc lực đạo lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Phải biết, bộ tộc này nguyên bản là lấy cường hoành đơn thể bộc phát năng lực lấy xưng, phối hợp thêm cái này được trời ưu ái đơn công năng lực, ba đầu chó săn mới cuối cùng thu hoạch được xưng bá toàn bộ mê vụ đầm lầy tư cách. Dưới mắt, gia hỏa này giữ tận răng nanh rốt cục hiển lộ ra, nồng đậm khát máu lộ hết tài năng hoàn toàn. Ha ha, các người thật là tuổi còn rất trẻ. Ba đầu chó săn thủ lĩnh đánh nghi binh một đạo, bản thể chân thân hoàng mỹ né qua thanh long cùng huyền võ phân thân hai thân ảnh liên hợp giáp công, sau đó trực tiếp đem toàn bộ lực lượng của mình dành dụng tại sông trảo bên trong. Hung hăng ép hướng trước mắt Talia. Talia nữ vương căn bản không có bất kỳ phòng bị, bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới, đối phương cái này một đợt tiến công là rơi trên đầu mình. Dưới tình thế cấp bách, nha đầu này bản năng nâng lên hai tay, muốn dùng nhục thân của mình lực lượng cưỡng ép ngăn cản. Thế nhưng là không đợi của lực lượng này thật rơi vào mình hai tay mặt ngoài, cái kia đạo như thần hình dáng xuất hiện lần nữa, từ dương một tay quét ngang ra ngoài, cường đại không gian phong tỏa năng lực. Sinh sôi là đem cái này ba đầu chó săn thủ lĩnh hoàn toàn giam cầm tại trong giữa không trung. Ta muốn để ngươi thắng, ngươi mới có thể thắng. Nếu không, tại chiến trường ở trong đứng tại ta mặt đối lập là một kiện cực độ chuyện nguy hiểm. Từ dương cứ như vậy dùng một cái tay, cắt cao ngăn chặn lại cái này ba đầu chó săn nhất tộc thủ lĩnh, đồng thời dùng mình lòng bàn tay ở trong lực lượng bản nguyên, hung hăng bổ về phía chó săn thứ một cái đầu lâu. Nguyên bản duy trì miễn cười viên thứ nhất đầu chó trực tiếp phát ra một tiếng khế bờ sợ chó sủa, nhưng cái này lại có thế mang cho đoàn đội như thế nào thay đổi đâu. Đáp án hiển nhiên là không thể nào, viên này đầu chó duy nhất có thể làm, chỉ có nên đón tử vong kết cục. Ầm ầm, cường hoành vô cùng một chưởng oanh ra, một kích này tuyệt không chất chứa từ dương lực lượng mạnh cỡ nào, nhưng lại mang cho trước mắt ba đầu chó săn to lớn uy hiếp hiệu quả, dọa đến gia hỏa này đối ứng viên kia đầu chó mở ra miệng to như chậu máu. Lúng túng là, một quyền này ném ra đi, đừng nói là nó miệng chó, liên đối lấy toàn bộ đầu chó bộ phận trong khoảnh khắc hóa thành một đám xương máu vỡ nát ra. Phải biết, gia hỏa này thế nhưng là ba đầu chó săn tuyệt đối thủ lĩnh, vừa đối mặt bị từ dương đánh thành tàn phế, sau này nó còn làm sao có thể tại ba đầu chó săn tộc đàn ở trong đặc chân Quả nhiên, thủ lĩnh ý thức được mình căn bản không thể nào là cái này nhân tộc đối thủ Tiếp xuống không chút do dự phát ra một tiếng đặc thù sổ minh Đây coi là ba đầu chó săn nhất tộc nội bộ chuyên môn tập kết khẩu lệnh Không có một chút thời gian, số lớn số lớn chó săn các chiến sĩ tụ tập hướng phiến chiến trường này khu vực Đem chiến trường này không gian vây cái ba tầng trong ba tầng ngoài Cứ như vậy nhìn sang nói ít cũng có 200 con trở lên ba đầu chó săn chiến sĩ cá thể. Ha ha, không đánh lại được chúng ta lão đại, liền bắt đầu hô người. Làm chúng ta mấy cái không tồn tại. Rất tốt, là thời điểm nóng người. Huyền Võ phân thân nói, lòng bàn tay ở trong kia một đạo tinh bàn ấn ký lần nữa giáng lâm. Theo sát lấy, thanh long đen con cờ trắng cùng nhau hiển hiện, còn có bên cạnh hắn cách đó không xa bạch hổ thiếu niên, đem mình bạch hổ chuyên môn công pháp ấn ký thôi động làm tốt chiến đấu chuẩn bị cuối cùng khâu toàn bộ quá trình tiểu hoa cùng hồng y che mặt nữ sứ giả thì đều muốn bình tĩnh một chút chỉ là bày ra thức mở đầu dáng vẻ đến ứng đối những cái này ba đầu chó săn các chiến sĩ đối phó các ngươi đám phế vật này rất không cần phải quá mức nghiêm túc săn vết trò chơi bắt đầu lão đại đêm nay ăn thịt chó đi đoàn đội tất cả mọi người cùng một chỗ hành động bắt đầu cùng loạn cùng mảnh phản kích mấy trăm con ba đầu chó săn cùng vây công Tình hình như vậy, đoán chừng cũng chỉ có từ dương đoàn đội có thể như thế không màng danh lợi ung dung giúp cho ứng đối. Đôi bên trận này huyết chiến, tiếp tục ròng rã ba canh giờ. Talia nữ vương cũng triển khai chiến lực mạnh nhất phát tiết, sinh sôi là đem toàn bộ ba đầu chó săn nhất tộc hạch tâm chiến lực đội ngũ toàn quân bị diệt. Phải biết, dê xê vọng thật sự có thể để người bộc phát ra vô tận tiềm năng, Talia nữ vương từ đầu đến cuối tâm hệ bộ lạc của mình tộc đàn, bởi vậy một lòng nghĩ chỉ có thể là chèn ép cái này ba đầu chó săn nhất tộc tộc nhân, mở ra giết chóc hình thức sau nàng. Sức chiến đấu cũng là tương đương đáng sợ. Ba đầu chó săn nhất tộc, thủ lĩnh đã sớm bị từ dương đánh nát một viên đầu, dưới mắt nguyên bản đã không còn là chiến lực đỉnh phong trạng thái, lại còn muốn kiên trì vọc tới đội ngũ phía trước nhất, nó kết quả có thể nghĩ, không có qua bao nhiêu lần hợp, liền bị từ dương triệt để bắt. Ta nói người gia hỏa này thật là đầu chó sắc A ba viên đầu làm sao? Mang ý nghĩa mình liền sau người khác càng thêm kháng đánh đúng không? Đối mặt từ dương vô tình như vậy hỏi lại, lúc này đã bị từ dương ép tại dưới chân chó săn thủ lĩnh triệt để trung thực. Điệt giới, đừng giết ta, các hạ còn mời thả ta một con đường sống, ta cái này ba đầu chó săn nhất tộc bây giờ rắn mất đầu, càng là đã gặp phải hủy diệt kiếp nạn, nếu là ta không nghĩ biện pháp, rút ra cá nóc trong mạch máu một loại đặc thù thuộc tính tinh hoa. Đến tiếng một bước gắn bó chúng ta ba đầu chó săn nhất tộc sinh sôi, không được bao lâu, chúng ta sẽ mất đi tại hổ vương nhất tộc khu vực ở trong đặc chân tư cách. Nghe được ba đầu chó săn thủ lĩnh kiểu nói này, từ dương trong đầu rất nhanh liền lại xuất hiện mới nghi vấn. Là đang tính toán vì chính mình tham lam kiếm cớ sao? Ngươi có biết hay không, làm như vậy, sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn. Ba đầu chó săn thủ lĩnh lần này lại là không có lùi bước, càng thêm không có thay đổi mình thuyết pháp các hạ có chỗ không biết hổ vương nhất tộc bây giờ ngo ngoe muốn động giả tâm bừng bừng muốn thông qua mình lực lượng thử nghiệm đem bác đại thú tộc toàn bộ chiếm đoạt chỉnh hợp đến mình hổ vương nhất tộc dưới trướng